thể không tuần hoàn, chỉ còn hai phần thôi là tim và mạch máu. Đó, không biết ở những cái đó có biết làm không? Hệ thống tuần hoàn nó chỉ có tim và mạch máu thôi. Hỏi là đầu vào mạch là chỗ nào, mà đầu ra vào mạch là chỗ nào? Đầu vào mạch. Thế là câu hỏi dễ nhất trong này đó. Đầu vào mạch là chỗ tim và chỗ nào? Chỗ tâm thất nó bóp máu vào động mạch là chỗ vào mạch. Đó chính là chỗ quan cầu chim. Thấy không? Là chỗ mà tâm thất nó bóp máu đẩy vào trong động mạch, là chỗ đó là máu bắt đầu đi vào trong hàng mạch. Và chỗ nào là máu ra khỏi hàng mạch? Rời khỏi hàng mạch thì nó vào đâu? Hả? Hay vào chỗ kia? Vì là máu rời khỏi mạch thì đi đâu? Nó đi vào tim, vậy là nó chỗ nào? Là chỗ tĩnh mạch trụ trên và trụ dưới đổ vào. Đổ vào đâu? Tâm nhĩ trái. Thế là tâm nhĩ phải. Cái chỗ đi vào mạch là chỗ tâm thất trái nó bóp máu vào trong động mạch trụ, là chỗ đi vào mạch. Nó chạy vào thôi. Nó theo tĩnh mạch trụ làm gì? Đổ về tim. Đầu vào mạch cũng là tim, mà đầu ra khỏi mạch cũng là tim. Nhưng mà đầu vào mạch là chỗ tâm thất đẩy máu vào trong động mạch chủ. Đầu ra khỏi mạch đó là chỗ máu từ trong tĩnh mạch đổ vào trong tâm nhĩ trái, trên là tim nhĩ phải. Hiểu được chưa? Ok không? Mà áp suất ở cái chỗ tĩnh mạch đổ về tâm nhĩ phải gần như là bằng không. Gần như bằng không. Mà cái delta V là lấy áp suất đầu vào trừ áp suất đầu ra. Nè, vào mạch là ra khỏi tim, mà ra khỏi mạch là vào tim. Nghe cho kỹ nghe thì đó. Nè, cái bài này là nổ mạch học trái phải không cũng rớt này. Rồi vào với ra trước với sau là cũng rớt này. Vào mạch là gì? Là ra khỏi tim, mà ra khỏi mạch là vào tim. Nắm ở đây nhá. Như vậy là gì? Người ta đang tính là tính áp suất, đang tính delta B của mạch hay của tim? Của mạch. Delta B là của mạch. Nhớ này nhá. Như vậy là lấy delta B, lấy B đầu vào trừ đầu ra, là lấy B chỗ nào trừ chỗ nào? Là lấy B của động mạch chủ. Hiểu không ạ? Trừ đi B chỗ nào? Chỗ tĩnh mạch chủ đổ về tâm. Tâm nhĩ phải. Mà chỗ tĩnh mạch chủ đổ về tâm nhĩ phải thì áp suất này gần như là bằng không. Gần như là bằng không. Vậy suy ra delta B chính bằng. Để thi hỏi delta B chính bằng áp suất của động mạch chủ. Hiểu đi nhá. Chính là năm áp suất động mạch chủ. Bây giờ phải lưu ý một số điểm sau đây nè. Đó là trong sinh lý. Nhưng trong bệnh lý có mấy vấn đề sau đây xảy ra. Nếu áp suất đầu vào mà lớn hơn áp suất đầu ra thì máu chảy được không? Đó nói về mạch máu nha. Đầu vào đến là đầu ra máu chảy được không? Được không? Được. Nếu áp suất đầu ra lớn hơn áp suất đầu vào, chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu ra lớn hơn đầu vào. Đầu ra khỏi mạch á, nó lớn hơn đầu vào. Trong bệnh lý là nó nghe cái này, trong bệnh lý rồi đấy. Tức là lúc này áp suất ở đâu lớn? Áp suất ở đâu lớn? Ở chỗ tâm nhĩ phải lớn. Lớn hơn áp suất trong động mạch chủ. Hiểu thế chưa? Thì máu có chạy được không? Không, máu không chạy được và máu sẽ không về tim được, mà nó ứ đọng. Hiểu thế này chưa? Vì vậy, bao giờ chúng ta cũng phải nhớ nè, đầu vào nó phải lớn hơn đầu ra thì máu mới chạy được. Và cái lượng máu mà nó cứ dồn từ phía trước ngược trở lại, nó sẽ là sức cảm làm cho máu phía sau không chạy được. Vì vậy, muốn máu chạy là B phải lớn hơn R, hay nói cách khác là áp suất nó phải lớn hơn sức cảm. Nắm đây chưa? Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta có cái áp suất CCB, là áp suất truyền nhiễm quả. CCB là áp suất truyền nhiễm quả là gì? Là bao giờ áp suất vào cũng phải lớn hơn áp suất ra thì máu mới chạy được. Người ta gọi đó là áp suất truyền nhiễm quả. Nếu áp suất truyền nhiễm quả này mà bằng không, đúng không, thì máu không chạy. Thậm chí là chỉ số âm là máu sẽ không chạy. Đây là lấy đầu vào thì đầu ra là áp suất truyền nhiễm quả, là phải lớn hơn không. Nè, ở chúng ta lưu ý mà. Mà mấy khái niệm này về các nhà đọc thêm nha. Đọc trong góc trình tôi chỉ nắm một số điểm chính thôi, còn các em phải đọc thêm. Bây giờ cái vấn đề thứ ba là sức cảm.
của hệ mặt thì không phải là phi N của 4 chia 8 là phi, mà sức cản là nghiệp đảo. Như vậy sức cản là gì? Sức cản ký hiệu là chữ N là 8 N, 8 N là phi chia cho phi N của 4. Sức cản là nghiệp đảo của cái này, sức cản là nghiệp đảo của cái này. Nắm đây chưa? Và cái sức cản nó còn tùy thuộc vào cái hệ mặt đó được ép nối tiếp hay được ép song song. Đó. Bây giờ chuyển sang học về mặt điện. Mặt nối tiếp hay mặt song song? Hãy cho biết rằng sức cản nếu mà ghép nối tiếp thì sức cản tổng sẽ bằng gì? Tại vì hệ mặt nó dài lắm, hệ mặt nó dài như này thì nó có sức cản chỗ đông mạch, có sức cản chỗ mau mạch, có sức cản chỗ tĩnh mạch nhiều lắm, thì đó là ghép nối tiếp thì tổng sức cản của hệ mặt sẽ bằng gì? Còn nếu ghép song song thì tổng sức cản hệ mặt sẽ như thế nào so với những sức cản thành phẩm? Hiểu câu hỏi không cậu? Xin mời về nhà suy nghĩ. Để khi sẽ hỏi nghe, hỏi về mặt điện nối tiếp hoặc về mặt điện song song, mà môn vật lý mình lại không được học cái khổ. Hiểu này chưa? Và nếu nói về cái công thức của R thì đứa nào là quan trọng? R là quan trọng nhất. Hơn đột nhớ và hơn chiều dài. Đối với cơ thể chiều dài này gần như là hàng này. Hiểu này chưa? Gần như là hàng này. Mai mốt để tiên sẽ hỏi một người bị chặt chân tứ chi vì chiều dài mặt có thay đổi không, dẫn đến lưu lượng như thế nào đó. Cái như mình về nhà làm thí nghiệm, mình lấy em mình ra rồi mình mua cái mã tấu mình làm gì? Đầu tiên mình đo cái tốc độ dòng chảy trước, sau đó mình phạt hai tay phạt lại chân, sau mình đo là sau đó có thay đổi không? Đó là thay đổi về chiều dài, hiểu không? Về nhà làm như thế này. Rồi bây giờ mình hỏi nè, tập trung thật tâm hỏi nè, hãy đổi công thức này nè, nè tập trung, hãy đổi công thức này bằng cách thay cái cụm từ này, thay cái cụm này bằng cái R, thì công thức nó sẽ là gì? Hả? Toán học, toán học, các đại ca cô luôn, quy bằng delta b chia cho R, ok chưa? Nào, hãy chuyển cái delta b ra vế bên kia và chuyển quy sang vế bên đây, vậy delta b sẽ bằng gì? Quy bằng sẽ là delta b bằng quy nhân cho f r, mà delta b chính là gì? Là áp suất của dòng máu lên trên mạch máu, mà áp suất dòng máu lên mạch máu thì chính là huyết huyết áp. Hiểu chưa? Như vậy huyết áp sẽ bằng gì? Huyết áp sẽ bằng bằng lưu lượng nhân sức cản. Ok. Nào, hãy cho biết, nhìn vào tất cả những chỉ số này, hãy cho biết huyết áp sẽ tăng khi nào và huyết áp sẽ giảm khi nào. Huyết áp là bằng lưu lượng nhân cho sức cản. Ok. Vậy hãy phân tích cho biết khi nào thì huyết áp tăng và khi nào thì huyết áp giảm. Huyết áp á, nè trời ơi, huyết áp mai mốt có học dụng lâm sàng nhiều không? Hả? Có đâu huyết áp không? Có. Vậy khi nào huyết áp tăng, khi nào huyết áp giảm? Trong những điều kiện sinh lý nào huyết áp tăng, khi nào huyết áp nó giảm? Hiểu này chưa? Ok ok. Dung. Thôi hỏi ngoài mày không cần. Dung. Tên đó. Nè, huyết áp phụ thuộc cái gì? Huyết áp phụ thuộc lưu lượng máu. Lưu lượng càng tăng, huyết áp càng tăng thì lên phọt, phải không? Rồi huyết áp phụ thuộc vào sức cản càng tăng, huyết áp càng tăng. Nào, đi chi tiết hơn, huyết áp phụ thuộc cái gì? Chi tiết hơn. Nào, em nói là huyết áp phụ thuộc vào lưu lượng, mà lưu lượng thì phụ thuộc cái gì? Như vậy là tim bóp máu càng mạnh, huyết áp càng tăng. Tim mà cái thể tích nhắc bóp càng lớn thì huyết áp càng tăng. Mấy cái này không phải không có mà mấy đinh thiên ta sẽ hỏi, hiểu không? Rồi tần số tim càng nhanh huyết áp càng tăng. Hỏi nếu tần số tim càng nhanh huyết áp càng tăng thì mối tương quan này có tỷ lệ thuận mãi mãi không? Ta hỏi mày biết rồi đó, ta hỏi mày biết là trả lời yes or no rồi. Thế là nếu mà không thì nó không bao giờ hỏi câu đó. Cái nhà ta hỏi có hay không? Theo đúng là có hay không? Có tương quan thì nó bằng mãi mãi không? Nghe nó là mình đã biết rồi.
50 lần một phút, con số 140 phải nhớ, mình có thể tin sao? Tim tăng trên bao nhiêu thì huyết áp sẽ giảm. Cứ mà nhịp tim mà tăng là huyết áp tăng, nhưng đến con số 140 lần một phút là huyết áp bắt đầu giảm. Hỏi vì sao tim tăng trên 140 lần một phút thì huyết áp bắt đầu giảm? Đâu phải là tim? Nhưng mà năm phải không? Đó. Cảm ơn chương bài học thêm đi. Thank you. Vì sao khi tần số tim trên 140 lần, nếu trong công thức này tần số tim càng tăng thì huyết áp càng tăng, nhưng mà khi tần số tim trên 140 lần một phút thì huyết áp sẽ giảm? Muốn trả lời câu đó là phải quay lại bài xử lý đi bà Việt. Nếu mà tim đập nhanh thấp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Này vô, nhìn đây. Nó bắt đi liền thôi. Mỏi, tim mỏi. Tim mỏi chắc chắn nổi. Tim mỏi thì chắc cũng đi luôn rồi cha. Trời ơi, tim có mấy chức năng chứ tôi nói rồi. Đại ca, có mấy nhiệm vụ? Bao giờ mới luôn chỉ nhớ một nhiệm vụ không? Đó là nhiệm vụ gì? Bạn con thì bao giờ cũng chỉ nhớ được có cái bông máu đi. Mà bữa ngay cái bữa đầu tiên lên chạy bạn sẽ biết đi, tôi đã ra cho một chậu rồi. Còn một nhiệm vụ nữa? Hút máu về, cứ đẩy nó đi, đẩy đi, mọi khuôn máu chắc chắn là cha. Nhưng mà có một nhiệm vụ hút máu quen lắm, ta cứ bắt đẩy đi một con máu chắc quen. Có vấn đề quan trọng là hút và đẩy mà bao giờ cũng chỉ nhớ được tại. Bây giờ tiếp tập nhanh đi, chuyện gì xảy ra? Đọc là đang nói cái chuyện nào? Thì thánh thú, tức là nói đến vấn đề đẩy. Nhưng mà nó nhanh quá, thì chuyện gì xảy ra? Đâu có thần gian đâu mà nó hút máu về, nó đẩy hết trên nó, mà máu lại không có về được. Vui. Và lúc này cái gì đó nhỉ? Thành phố nhầm. Mà đẩy hết máu đi rồi, mà máu thì không có thời gian được về. Hả? Thì lưu lượng máu thì cái CO nó sẽ giảm là do SP nó giảm. Anh đọc nhanh qua một hồi nó không có thì tập trương, máu đâu có về đâu, thì tại chất chắc máu nó giảm. Như vậy khi tần số trên 140 lần một phút, tức là F tăng thì lúc đó FV. FV là gì? Giảm. Mà FV giảm thì dẫn đến là cái huyết áp nó giảm. Không hiểu làm sao. Hiểu làm sao mà bốn cái lớp này nó học được tới giờ. Mà phải bốn lớp này lớp nào đi chứ. Nguyên cái khóa năm thứ hai. Rồi bây giờ là gì nữa? Huyết áp còn phụ thuộc vào cái gì giúp người ta khỏe ra? Chẳng hạn là huyết áp có phụ thuộc vào FV rồi, huyết áp phụ thuộc vào F rồi, giờ huyết áp phụ thuộc vào cái gì nữa? Độ nhớt. Huyết áp phụ thuộc vào độ nhớt. Độ nhớt càng tăng, huyết áp càng tăng. Huyết áp phụ thuộc vào cái gì nữa? Chiều dài. Chiều dài của mặt hay ha? Mà đã tính là chiều dài của mặt là gì? Nó không đổi rồi, hay là chú tính về kéo cùng tay các thằng em nhà mình để cho chiều dài nó thắt lại. Hỏi để thi sang hỏi là sau khi chém cùng tay, cùng chân của em mình thì huyết áp của thằng em mình tăng hay giảm? Chú chặt tay chân này, mặt cắn ngắn lại, huyết áp tăng hay giảm? Hả? Tăng hay giảm? Sau khi chặt cùng tứ chi của thằng em, nếu cần chặt cái đầu cho cái mặt nó ngắn lại thì chạy luôn huyết áp tăng hay giảm? Lời giảm thì huyết áp sao? Hả? Lời giảm thì huyết áp giảm. Đó mình về làm thí nghiệm coi, mình chặt tứ chi ra coi, mình đo huyết áp nó có tụt xuống. Đến khi nó bằng không thì mình báo cáo cho thầy nó bằng không rồi. Hiểu không cha? Rồi huyết áp cũng có cái gì nữa? Huyết áp cũng có cái pin. Cái pin tăng. Hả?
phải gì đấy các. Còn một cái quan trọng, bán kính. Bán kính càng tăng, huyết áp giảm, thì nó không đánh đi ngay. Bởi vì bán kính nó nằm ở dưới một số. Ok, nhớ phải làm thí nghiệm cái này nha. Bạn bắt nộp là 4 chi. Hiểu đây không? Đó, bây giờ phần này tôi nói nhanh nè. Sinh lý của động mạch. Sinh lý động mạch thì các em phải đọc từ trong bài. Tập đọc trong bài. Có một số điểm sau đây tôi giảng thôi, còn là chủ yếu phải đọc trong bài. Tôi sẽ nói gì? Thứ nhất, chính sách sinh lý. Thì động mạch làm chức năng gì? Nhắc lại. Tạo động lực. Mà muốn tạo động lực thì thành động mạch. Vậy trong đó phải chứa nhiều gì? Cơ trơn và sở chung. Nào, đại ca, ta cùng nhau trả cái câu lời câu hỏi nãy của đại ca nha. Đại ca ở đây. Phải không có hỏi cái cha đâu. Ngồi xuống đi. Tức là tôi trả lời câu của cha đang nói. Bây giờ nhìn nè. Hồi nãy ông nói cái gì làm cho máu chạy được? Hả? Hồi nãy ông á. Cơ trơn. Mà tôi thì nói thế nào? Cơ trơn. Như vậy hai người, mấy người là chưa có hình dung được chức năng của ai đây này. Cơ trơn nó làm gì để cao đen? Cơ trơn nó làm cái co lại vậy. Cơ trơn là nó co. Còn sợi chung là đàn hồi. Sợi chung đàn hồi là sao? Khi mà tim nó tống máu vào trong động mạch thì lập tức mạch máu nó làm gì lên? Giảm ra. Nhưng vì nó có sợi chung, sau khi nó giảm ra nó làm gì? Nó co lại. Nó co lại thì nó đẩy máu đi tới. Máu đi tới thì máu đi nè, thì như vậy máu nè, máu tim đẩy vào trong động mạch và mạch phình ra. Vì có sợi chung ép lại đẩy cái máu đi tới, đẩy tới cái chỗ này thì chỗ này phình ra. Phình ra thì có sợi chung ép lại đẩy đi tới chỗ này, phình ra. Phình ra xong làm gì? Ép lại máu chạy đi tới. Hiểu không? Đó là tính đàn hồi. Tính đàn hồi này là do sợi chung tạo ra, làm cho máu chảy liên tục được trong mạch máu, làm cho máu chảy liên tục trong mạch máu nha. Và nó giúp cho tim tiết kiệm năng lượng, tim không phải bóp quá mạnh, tim bóp nhẹ thôi, sau đó máu vào mạch chính trong mạch lại làm cho máu chảy tim. Hiểu này chưa? Nào, về nhà làm cùng thí nghiệm nè, không có chặt gì nó đâu. Làm thí nghiệm nè, lấy cái vòi nước nhà mình đó, lấy một cái ống thủy tinh, nối vào vòi nước, nói cho chị nghe. Rồi, thí nghiệm thứ hai là nối vào đó một ống cao su. Hiểu này chưa? Mở nước cho nó chảy, mà mở là mở tắt. Hỏi trong hai thí nghiệm này, thí nghiệm nào máu chảy qua đây liên tục, thí nghiệm nào máu chảy qua từng đợt, chảy ngừng. Một cái ống thủy tinh và ống cao su. Nếu giờ mình mở cái vòi nước, mở tắt, thì cái nào nước sẽ chảy liên tục, mà cái nào mở tắt thì nước nó chảy và nó ngừng chảy và ngừng. Cái nào sẽ chảy liên tục? Ống cao su, bởi vì ống cao su có tính đàn hồi. Nhưng ống thủy tinh nó không đàn hồi được. Cái em mở thì nước chảy, em không mở nước sẽ ngừng chảy. Hiểu này chưa? Người ta có một cái thí nghiệm đó. Lẽ ra em làm thí nghiệm trong phòng thực tập sinh lý ấy. Nhưng mà bây giờ cái thí nghiệm đơn giản quá nên bỏ. Nhưng mà chính em cũng không hiểu gì. Đơn giản chứ cũng không biết. Vì vậy cái tính đàn hồi do sợi chung tạo ra, nó là động lực cho máu chảy. Vậy thì sợi cơ trơn thì làm gì? Sợi cơ trơn là nó chỉ co. Như vậy sợi cơ trơn có một vai trò là co thắt. Mai mốt kỹ thi phân biệt cho tôi tính co thắt khác tính đàn hồi. Tính co thắt là cơ trơn, mà tính đàn hồi là sợi chung. Tính co thắt để làm gì? Là nó để điều tiết lượng máu. Nó thấy chỗ này cần nhiều máu, nó thấy cái chỗ này cần nhiều máu thì sợi cơ trơn sẽ làm gì? Nó thấy cái chỗ này cần nhiều máu nè, mà cơ trơn nó nằm trên thành động mạch, mà nó muốn cho chỗ này cần, cái chỗ này đang cần nhiều máu thì sợi cơ trơn co và sao máu chảy tới, nó đang cần nhiều máu, nghe không phải không? Cái chỗ này cần nhiều máu, nó co lại cái thôi máu khỏi chảy luôn, ai biết mày cần? Điên gì? Cái chỗ đang cần nhiều máu thì sợi cơ trơn làm gì? Giảm, thì máu đến chỗ này nó nhiều. Nhưng mà cái mô này nó không cần máu, mô này nó tao dùng máu đủ rồi, đừng có tới tao nữa. Thì sợi cơ trơn làm gì? Co lại việc điều tiết lượng máu. Ví dụ như trong cơ thể mình, lúc này đang học thì chỗ nào cần nhiều máu? Não. Nhưng mà cái chỗ kia của mấy ông chưa đang học.
này nó không học bài được vì lý do là động mạch não thì làm gì co lại mà động mạch ở dưới cái nó giãn ra cho nên nó lên tới 12 giờ rồi có làm sao mà học bài được hiểu không? Vậy thì cơ trên tạo tính co thắt để làm gì? Cơ trên tạo tính co thắt là để điều tiết lượng máu đến mô tùy theo nhu cầu của cái mô đó, hiểu cái này nha, hiểu không? Nghe mai mốt đi thi nè, cơ trên là co thắt là để điều tiết lượng máu đến mô tùy theo nhu cầu. Rồi trả lời câu hỏi sau này con có biết không nè? Theo mấy người động mạch lớn có nhiều sở chung hay cơ trên, động mạch nhỏ đi đến các mô có nhiều sợi chuông hay cơ trơn? Động mạch lớn là từ tim mơ ra là quay mạch chủ đó, thì nó chuông hay trơn? Chuông hay trơn? Chuông hay trơn? Nhiều chuông hay nhiều trơn? Chuông để làm gì? Để đẩy máu đi. Nhưng mà động mạch nhỏ là đem máu đến từng mô, nó đưa máu từng mô một, thì có nhiều chuông hay nhiều trơn? Nhiều trơn để làm gì? Để điều tiết được nóng mô đó theo nhu cầu của mô đó. Ok, nói chung mà dạy cái gì mà đưa ví dụ về cái đó là nó một việc. Lẽ ra tôi thầy sẽ lý sử dụng mấy người đó, nhưng mà tôi thấy mấy người không biết thì tôi thầy cũng không mệt. Tại tôi dạy tôi thấy hỏi mà muốn trả lời được thì phải có kinh nghiệm. Bây giờ huyết áp động mạch, huyết áp động mạch thì nhớ hồi nãy đã nói rồi nè, huyết áp tăng phụ thuộc cái gì, huyết áp giảm phụ thuộc cái gì này, nói chưa? Rồi, à, bây giờ thì nhớ rồi nè, trên lâm sàng thì chúng ta sẽ đo huyết áp tâm lưu, đo huyết áp tâm cơ. Ngoài ra chúng ta còn khái niệm huyết áp thiểu số và huyết áp khu vực. Hai cái này mình đã đọc thêm trong giáo trình. Nè, thế nào là huyết áp thiểu số, thế nào là huyết áp khu vực? Trên lâm sàng thì ra tâm lưu tâm cơ thôi. Này có học bài đo huyết áp trên quản lý kỹ năng chưa? À, rồi đó mới tâm lưu tâm cơ. Nhưng mà nó còn huyết áp thiểu số và huyết áp trung bình, mà đặc biệt là huyết áp trung bình. Huyết áp trung bình không phải là lấy huyết áp tâm thu cộng huyết áp tâm trương là chia đôi đâu nghe các đại ca và cô nương, mà huyết áp trung bình là tính huyết áp trung bình trong nguyên một đoạn mạch, và muốn tính được nó phải làm bài toán tích phân đi từ đầu cho đến cuối cái mạch đó, là biến thiên của huyết áp từ đầu đoạn mạch cho đến cuối đoạn mạch. Cho nên mai mốt là đề thi sinh lý là có làm bài toán tích phân hay chưa? Tính huyết áp trung bình của một đoạn mạch, cho huyết áp đầu vào là, cho huyết áp đầu ra là, nè, tuân theo phương trình gì? Đi bằng Fx, ừ, nhiệm vụ của mình là tích phân. Bạn có biết làm sao tích phân không? Không, đó có là không toán là mình đi cho bài đọc tao không bằng toán. Hiểu này nha. Rồi, về đo huyết áp tập trung có hai cách đo huyết áp trực tiếp và đo huyết áp gián tiếp. Cái mà huấn luyện viên đang dạy là đo huyết áp gián tiếp. Tại sao gián tiếp? Bởi vì đo huyết áp mà có thì bên ngoài, huyết áp là áp lực máu trong lòng mạch. Như vậy nếu anh đo trực tiếp được áp lực trong máu trong lòng mạch thì đo huyết áp trực tiếp, còn anh là để cái băng cuốn ở ngoài tay này anh đo thì đó là đo huyết áp gián tiếp. Hiểu tôi nói đi chưa? Theo Meiju huyết áp nào chính xác hơn? Trực tiếp là chính xác hơn. Tại sao trong thực tế hành nghề người ta ít đo huyết áp trực tiếp? Bởi vì muốn đo là phải đưa cái ống đo đó vào trong động mạch. Hiểu này chưa? Cho nên rất ít làm. Nhưng trong thực tế người ta có làm không? Câu trả lời là có. Ví dụ trong trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết, sốt xuất huyết thì nó phát hiện ra bên ngoài hết, bệnh nhân sốc truyền tim mạch là người ta sẽ đưa cái ống vào trong động mạch của đứa bé bị sốt xuất huyết đó để người ta đo áp lực động mạch và người ta sẽ bù dịch cho bé. Cho nên bên bệnh viện di động nó có một cái kỹ thuật là kỹ thuật đo huyết áp xâm lấn là tâm vào trong động mạch luôn. Hiểu này chưa? Đó là đo huyết áp trực tiếp nha. Huyết áp trực tiếp thì chính xác hơn, và huyết áp trực tiếp rất khác so với huyết áp gián tiếp. Huyết áp gián tiếp là huyết áp tâm thu tâm trường, nhưng huyết áp trực tiếp rất là khác nha. Rồi một số yếu tố ảnh hưởng thì nói rồi đó. Bây giờ tôi sẽ nói về huyết áp trực tiếp một chút nè. Nhìn đây nha, mai mốt em có một bài thí nghiệm là đo huyết áp trực tiếp cho chó. Sau khi học trên chó xong em sẽ đo trên người. Hiểu chưa? Người ta làm thí nghiệm này nè, gây mê con chó, sau đó bộc lộ động mạch cảnh của con chó.
đưa cái ống thông vào trong động mạch đó. Mai mốt em sẽ coi cái thí nghiệm này nha. Và sau đó đau huyết áp trực tiếp. Khi đau huyết áp trực tiếp cho chó, đây là huyết áp chó của một người luôn nha, thì chúng ta sẽ thu được một cái đường như thế này, gọi là đường đau huyết áp trực tiếp. Và cái đường đau huyết áp trực tiếp này nó có tất cả là ba cái sóng. Sóng thứ nhất là những cái sóng nhỏ này. Mỗi cái sóng này người ta gọi đó là sóng alpha hay sóng cấp 1. Mỗi sóng nhỏ là sóng alpha hay sóng cấp 1. Sóng alpha hay sóng cấp 1 này phụ thuộc vào hoạt động của tim. Hễ mà tim bóp này, cái là huyết áp nha. Hễ mà tim bóp thì huyết áp tăng. Tâm thu huyết áp tăng, tâm trương huyết áp giảm. Tâm thu huyết áp tăng, tâm trương huyết áp giảm. Hiểu này chưa đã? Ok chưa? Rồi, nối các định sóng cấp 1 lại. Nối các định sóng cấp 1 lại, chúng ta được sóng cấp 2. Sóng cấp 2 này hay còn gọi là sóng beta. Sóng này phụ thuộc vào hô hấp. Khi nào hít vào thì huyết áp tăng, khi nào thở ra thì huyết áp giảm. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Như vậy huyết áp thay đổi theo hô hấp. Nối các định sóng cấp 2 lại, nối các định sóng cấp 2 lại, chúng ta sẽ được sóng cấp 3. Sóng cấp 3 này là sóng thay đổi theo mạch máu. Thể mạch co, thể mạch co thì huyết áp tăng. Thể mạch giảm, giảm ra thì huyết áp giảm xuống. Có 3 sóng nha. Trên đường đi huyết áp trực tiếp có 3 sóng. Sóng alpha cấp 1 phụ thuộc vào tim. Tim co huyết áp tăng, tim trương huyết áp giảm. Sóng cấp 2 phụ thuộc vào hô hấp, hít vào tăng, thở ra giảm. Sóng cấp 3 phụ thuộc vào mạch máu. Co mạch thì huyết áp tăng, giảm mạch thì huyết áp giảm. Đó là 3 sóng. Mai mốt sẽ được thực tập trên con cầu. Như vậy các em thấy nào, khi các em đo huyết áp gián tiếp, đo ở đây nè, các em lấy huyết áp bằng 120/80 là các em chỉ đang đánh giá huyết áp tại thời điểm đó, chứ các em không theo dõi được diễn tiến độc của huyết áp. Hiểu này không ạ? Và điều đó cho thấy rằng huyết áp là dao động hay là ổn định. Đây là huyết áp bình thường đó, dao động hay ổn định, nó dao động liên tục. Nếu các em đo lúc hít vào huyết áp nó cao, mà các em đo lúc thở ra huyết áp nó sẽ giảm. Hiểu này chưa? Cho nên huyết áp phải chính xác hơn, trực tiếp chính xác hơn là gián tiếp. Hiểu này chưa? Nhưng mà đo đó là xâm lấn nên khó thực hiện lắm. Định là coi xem hai nghe này nãy nói rồi đó, áp dụng trong một chất lỏng chảy trong một cái nội ống thì chúng ta áp dụng từ coi xem hai nghe. Về phần điều hòa huyết áp động mạch thì em tự về học trong sáu kỳ, phần này tự học nha. Bây giờ sang tuần hoàn tĩnh mạch. Tuần hoàn tĩnh mạch thì tôi nhắc đây nè, tĩnh mạch thành mỏng, ít cơ trơn, giãn, quan trọng hơn là co. Để làm chức năng gì? Chứa đựng. Mà chứa đựng thì máu không chảy được. Vậy làm sao cho máu chảy được? Đúng không? Thì có một số nguyên nhân để làm cho máu chảy. Vì tĩnh mạch là khả năng chứa đựng, cho nên nó phải có nhiều, thiết bị nó lớn, khả năng giãn nó tốt, và số lượng tĩnh mạch thì nó nhiều. Nhưng làm sao để cho máu chảy được trong tĩnh mạch? Đó là bởi vì những lý do sau đây. Có một lý do, có 6 lý do để làm cho máu chảy được trong tĩnh mạch. Ví dụ như là do sức bơm của tim, bơm tim nó bơm cái nó đẩy máu qua động mạch, nó đẩy tới tĩnh mạch luôn. Rồi do gì nữa? Do sức hút của tim, tim vừa bơm mà vừa hút. Nghe đại ca, bơm tim thì đẩy máu qua tĩnh mạch, mà hút thì cũng kéo máu về. Nghe đại ca, đó. Rồi là gì nữa? Do sức hút của động ngực, do ảnh hưởng của động mạch vân vân. Các em nhớ là bao giờ động mạch cũng bị kéo tĩnh mạch. Động mạch thì kéo tĩnh mạch, mà động mạch nó co giãn nhẹ thì nó ép vào trong động mạch, sẽ nó ép vào trong tĩnh mạch làm cho máu chảy được luôn. Cái động mạch co bóp sẽ giúp cho máu chảy được trong tĩnh mạch. Vì động mạch đi kèm theo tĩnh mạch. Nha. Vân 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 vân. Nãy giờ tôi có nói với em một vấn đề là gì? Khi hít vào thì nó tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Tăng. Thứ hai là tôi nói là sức hút của lồng ngực, sức hút của tim, vân vân, là tôi đang nói đến vai trò áp suất âm. Vai trò áp suất âm, các em hãy cho tôi biết là áp suất âm và áp suất dương khác nhau chỗ nào. Hãy dùng những động từ để mô tả áp suất âm và áp suất dương. Đó, thế áp suất âm là gì? Áp suất âm là áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Áp suất dương là áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. Tại sao hít vào mà huyết áp lại tăng? Bởi vì càng hít vào thì áp suất trong lồng ngực càng âm. Mà áp suất trong lồng ngực càng âm thì máu về tim sẽ nhiều. Mà máu về tim nhiều thì tim phải đẩy máu ra ngoài động mạch nhiều.
và dẫn đến huyết áp tăng. Hay nói một cách khác là gì? Áp suất dương là đẩy mọi thứ ra xa nó. Áp suất dương là đẩy mọi thứ ra xa nó. Áp suất âm là làm gì? Kéo mọi thứ về phía nó. Hiểu này chưa? Áp suất dương là dùng những đầu từ vậy để nói áp suất dương. Thôi, giọng, đạp, đá, song phi, tát là áp suất dương. Còn áp suất âm là dùng từ gì? Hả? Lôi, kéo, cuốn. Đó là áp suất dương âm. Âm là làm một cái đến gần nó, dương là làm một cái ra xa nó. Hiểu này chưa? Để mai mốt được tập tập. Ngày có được tập ngôn ngữ không? Không luôn nè. Tình yêu là áp suất gì? Tình yêu âm hay dương? Âm, bởi vì nó làm gì? Nó hai con người lại gần nhau, mà nhất là gần cái chỗ chỗ kia rút lắm, hiểu không? Còn ly dị lắm áp suất gì? Áp suất dương, nó đẩy hai con người ra xa. Cho nên là áp suất âm á, nó lồng ngực và áp suất âm khi mà kéo máu về thì làm cho cái nào đó. Bây giờ về tĩnh mạch, này các em nhớ nè, các em học trên kỹ năng là đo huyết áp động mạch. Chứ tĩnh mạch nó có huyết áp không? Cũng có huyết áp được. Nhưng huyết áp tĩnh mạch thì coi là nó cũng nhỏ hơn huyết áp động mạch. Hiểu này chưa? Và huyết áp tĩnh mạch nè, huyết áp tĩnh mạch mà là cái chỗ tĩnh mạch nó đổ về tâm nhĩ gì? Tâm nhĩ phải. Thì cái chỗ đó huyết áp của tĩnh mạch nó gần như bằng không. Và người ta gọi chỗ đó là CVD, huyết áp tĩnh mạch trung tâm. CVD, huyết áp tĩnh mạch trung tâm là ở ngay cái chỗ mà tĩnh mạch tuyến trên và tĩnh mạch tuyến dưới nó đổ về tâm nhĩ phải, người ta gọi cái chỗ đó là CVD, huyết áp tĩnh mạch trung tâm. Mai mốt em đi lâm sàng là em phải đo CVD. Đây là một kỹ thuật đo dùng trong khoa hồi sức cấp cứu. Em sẽ phải tìm được tĩnh mạch cảnh, mà nhớ tĩnh mạch cảnh đi kế động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh động mạch cảnh thì kế nhau. Hoặc là em tìm tĩnh mạch dưới đầu, mà tĩnh mạch dưới đầu thì nó kim kế động mạch dưới đầu. Em dùng cái kim em đâm vào trong cái tĩnh mạch cảnh hoặc tĩnh mạch dưới đầu, đâm vào đây mà đưa nào không mặc kẹp phẫu, nó đâm vào rồi nó chọc cái động mạch, nó làm máu từ trong động mạch cảnh nó phu rất là đẹp và nó chứa được bằng đến vị nồng và cái là ra đi. Hiểu này chưa? Mà kỹ thuật này bắt buộc phải làm trên lâm sàng, nó mai mốt đi qua cấp cứu là phải làm, là phải tông vào đây nè, tông ngay trong tĩnh mạch, tông vào động mạch là ra đi. Mà phải tĩnh mạch dưới đầu, tĩnh mạch dưới đầu là đâm mù, tại không có biết nằm chỗ nào, không thấy nổi cho đâu, tâm đây luôn, ngay trong tĩnh mạch. Sau đó luồn cái ống vào trong cái chỗ tâm tĩnh mạch, nó đổ về tâm nhĩ phải và đo áp lực của nó, và áp lực này thường bằng không, siêu vi bằng không là bình thường, áp lực này mà tăng là mệt. Hiểu này nha. Đó, kỹ thuật tao CVD nha. Đây là kỹ thuật tương đối phức tạp. Điều hòa cái tầm mạch tĩnh mạch thì các em về nhà tự học. Bây giờ nói về mao mạch. Mao mạch thì nãy có giảng hết trên rồi. Mao mạch thì nó phải có lỗ để dịch đi ra và đi vào. Mà học kỳ 1 cũng đã học rồi, các áp suất. Tại sao đầu này thì máu đi lên, mà đầu kia thì nó đi vào, và nó trên là cái áp suất. Và có những áp suất gì thì trong cái sinh lý học kỳ 1 đã học rồi. Tại sao đầu mao động mạch thì đi ra, mà đầu mao tĩnh mạch thì là đi vào, là đã cái là áp suất. Cái này trong học kỳ 1 đã học về nhà mình xem lại. Nhìn đây nghe, có riêng chỗ này là chưa học được kỹ nghe. Đối với mao mạch, sách sinh lý thành phố Hồ Chí Minh là không nói điều này nghe. Nếu em về đọc sách sinh lý thành phố Hồ Chí Minh là không nói, nhưng nếu em đọc sách sinh lý Hà Nội thì người ta sẽ nói đến vấn đề này. Trong sách sinh lý của em cũng có nói, mao mạch người ta chia làm hai loại. Một loại được gọi là mao mạch thật sự và một loại là kênh cu tim. Nào nhìn đây cho tôi nghe. Đây là hệ thống mao mạch này. Đây là hệ thống mao mạch. Bên đây là động mạch, bên đây là tĩnh mạch. Thì hệ thống mao mạch này bao giờ cũng có một cái được gọi là kênh cu tim. Nó vẫn là mao mạch nhưng gọi là kênh cu tim. Và nó có một cái gọi là mao mạch thật sự. Là những cái này là mao mạch thật sự. Cái mao mạch thật sự bao giờ ở phía đầu mao mạch thật sự nó cũng có một cấu trúc gọi là cơ thắt tiền mao mạch. Cơ thắt tiền mao mạch ở đầu này thôi, đầu này là không có cơ thắt tiền mao mạch, nhưng mà đầu này có cơ thắt tiền mao mạch là cơ thắt tiền mao mạch là cơ thắt tiền mao mạch đó. Còn cái này là kênh cung tiền, nắm
cái đã. Vậy thì các em phải lưu ý hoạt động như thế nào. Khi mà máu đến mô này nè, khi máu từ lòng mạch và đi vào mô mạch, nếu cái mô này nè đang cần máu, đang cần máu, hiểu đây chưa? Thì cái cơ thắt thì mô mạch mở ra, nó mở ra và máu sẽ chảy vào trong đây và sẽ cao độ chất cái mô, hiểu này chưa? Ok chưa? Nhưng nếu cái mô này mà không cần máu, cái mô này hiện nay nó đang đủ chất dinh dưỡng mà nó không cần máu, nghe các vị không nói nè, nếu mô này đã đủ chất dinh dưỡng và không cần máu, hiểu này chưa? Mô không cần máu như vậy nè, nhưng mà máu thì nó phải bắt buộc đi từ động mạch sang tĩnh mạch, hiểu này chưa? Mà mô không cần máu thì các cơ thắt để làm gì? Các cơ thắt làm gì? Nó co lại, cơ thắt co lại thì máu nó không đi qua đây.